Mẹ mới mua đồ cho con tập cầm nè bà ngoại ơi. Ây da, hoàng rồi, hoàng rồi. À, con lần đầu tiên con biết tập cầm đó. Chưa cầm chắc lắm, cầm vụt ra hoài à. Mới dậy ra ngoài. Dậy là cho tập thể dục liền. Cho tập cầm. Cầm chưa có chắc, cầm qua hoài à. Hôm qua đi tiệm cách mẹ mua cho bé mấy cái bộ đồ liền liền giống vậy nè, tay đều ngắn giống vậy, mấy bộ đồ dài nhưng mà mỏng mỏng á, bận cũng mát. Rồi dục rồi, trục rồi, trục rồi. Còn buồn ngủ hả con? Cầm vô cho mẹ tập cầm nè, tập cầm đi, cầm đi mà còn quơ loạn xạ dữ lắm. Tu tu ta tu tu ta nhìn ai ra biết tôi quay phim mà nhìn nè. Cầm cũng cứng lắm nhưng mà chưa biết cách lấy đồ chơi. Đâu mua trong cách nhìn gì vậy con? Hả? Nịnh gì vậy? Nước đổ nịnh gì đà? Cầm quơ quơ cho bà ngoại thấy đi. Nè bé. Đánh nhau, quay đi con. Quơ quơ đi con. Cái tấm thảm mày để tập cho bé nằm 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 sấp đó mẹ. Nó có cái gói riêng nữa nè. Nó có gói này, nó có đồ chơi nữa để khi nào biết nằm sấp rồi đó, cái nó nằm cái ngực nó lên đó rồi nó cầm đồ chơi nó chơi. Quên đi con. Quên cho ông bà ngoại coi đi, biết con biết cầm rồi đó không mẹ? Nói đi con biết cầm rồi đó ngoại ơi. Rồi quăng nữa rồi. Giờ đưa cầm mày đã không cầm chứ mày mốt mà biết cầm mà chắc nó đi cầm tùm lum đồ quá, giơ tay lấy tùm lum đồ quá. Kích kỳ giờ biết cầm á, mấy ông cầm bình sữa thấy ghét lắm. Trời hả, để nó gần đi siêu thị nó thò tay nó lấy đồ nó giục xuống cười chết được. Nhưng mà la mẹ nó la nó dạy nó chứ không phải là ấy. Nhưng mà thấy nó cầm thấy đồ á, thích kỷ thấy đồ của nó quơ 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 tay lấy với tay lấy nó giục xuống, mẹ nó la la cứ khẽ tay nó la nó. Nhưng mà nhìn cái tướng nó mắc cười lắm nè, ngậm tay là ba đánh đòn nè. Con cầm đây nè mẹ, tập cầm nè, cầm đây cầm đây cầm đây, cầm qua tay này đi, nãy cầm tay kia rồi. Cầm tay này nha con. Cầm vô, cầm vô. Cầm vô biểu diễn cho bà ngoại coi kìa. Ừ đó, cầm vô con. Cầm vô cho bà ngoại coi. Đi đi, cầm vô. Mới mới biết à. Con mới mua ngày hôm qua, mới tập cho ngày hôm qua với hôm nay à. Cái này vừa tay nó cầm được. Cái này cho bé tập cầm á. Bé dịnh dịnh bình sữa thôi à, chứ chưa có biết cầm bình sữa bú. Để con dạy từ từ. Nè. Mẹ đưa nè.
cười. Nè mấy đứa nè. Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Thấy gì không? Mấy đứa nè. Nè nè. Cầm cầm vô, cầm chắc vô. Cầm vô, cầm vô. Đó, cầm lên, đưa lên. Nhớ, nhớ cái đồ chơi bên kia. Cô dồn. Thường ngày là xuống nó nằm bên đó. Hôm nay con chơi nằm bên đây. Nè con. Nè. Trầm đi mẹ. Trầm đi mẹ. Trầm đi cô gái. Nè. Đưa tay lên miệng ngậm ngậm là mẹ đánh đòn á. Đưa tập cầm không cầm. Ây da. Nè. Mấy đứa nè. Đội cái nón xíu xẹo. Nè, cầm vô. Lắc 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 lắc. Lắc không? Cầm vô lắc. Nè, cầm đi. Hôm qua hai mẹ con đi vòng 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 cái shop cách gom được mớ đồ về. Nó đang sale. Mẹ mua quá chừng chừng luôn. Mua gần cả chục bộ luôn. Mua hơn chục bộ chứ chục bộ là ít. Đúng không con? Ba về ba ấy hết hồn. Mẹ mới vừa mua hôm bữa với ba, mai đi mua nữa. Nhưng mà mẹ mua size lớn con. Con mua size hơi lớn chút cho bé. Từ 3 tuổi tới, à, lộn 3 tháng cho tới 6 tháng. Cảm biết không? Một sẽ là cái chân cân không hôm nay được 15 pound đó mẹ. Ê da, ê da, ê da. Ngồi đi con. Trời mặt kìa. Trời cái mặt kìa. Mẹ kêu con cầm chứ cầm mẹ kêu con đeo đâu, con đeo vô tay vậy. Cầm lại. Mẹ thấy cái đùi ớt không? Đùi ớt. Nè. Đạp đạp kiểu này mốt thành vận động viên bơi lội quá con. Phải không? Quẩy dữ quá mốt cho thành đầu vận động viên bơi lội nha. Chào á. Hả? Cô gái ơi. Nè, cái tay nút nè bà ngoại. Nút tay nè, bị đòn hoài mà không sợ nè. Khẽ khẽ cái tay còn cười nữa chứ, tưởng mình rỡ. Coi mặt. Chào, chào, bà La làm sao? Bà La không có được ngắm tay nghe chưa? Bỏ tay ra. Nghe không? Nghe mẹ nói không? Lấy tay ra. Không có ngậm cái tay. Nổ. Không có được ngậm tay. Cười. Nói không ngậm tay nó còn cười. Mày nói không nghe phải không? Nói không nghe phải không? Không có được ngậm tay. Tru 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 không có được ngậm tay.
Không có được nhắm trai nghe chưa? Không có được nhắm trai nghe chưa? Vui quá hả? Vui quá hả? Nè, nè, nè. Vui quá hả? Mẹ chưa cho bú mà vui dữ vậy hả? Nè, nè, nè. Mâm, mâm. Lộn, có sữa đâu mâm. Mẹ chưa pha mà làm gì có. Nè, cầm chứ. Cầm đi, mẹ cho cầm nè. Con đừng có ngậm ngậm tay vô miệng nữa mẹ. Ba thấy ba đánh đòn. Thôi, chào bà ngoại đi. Chào bà ngoại đi, mẹ cho nằm sắp xuống là tập cái nằm sắp. Hả? Chào bà ngoại chưa? Chào bà ngoại nha, bà ngoại ơi. Nói đi, chào bà ngoại. Cô này chịu giỡn lắm. Chịu giỡn mà chịu khoái có bạn lắm. Mốt mà biết đi lăng xăng mẹ bồng vậy thế nào. Ông bà ngoại cũng dột cái đít cho mà coi. Chạy lăng xăng ha. Ha. Chân này mẹ thấy chạy dữ lắm nè. Thôi, chào bà ngoại nha. Con chào bà ngoại nha. Con chào ông ngoại nha. Nói đi con. Chào bà ngoại, chào ông ngoại nha. Ta ta ta. Chào bà ngoại, chào ông ngoại nha.